Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Diễn viên nam mà Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác, mối quan hệ giữa cô và mọi người đều phát triển rất tốt sau khi kết thúc. Chỉ có một người duy nhất đã trở thành người xa lạ. Như chúng ta đã biết, Triệu Lệ Dĩnh hiện nay là nữ hoàng rát tinh của làng giải trí. Mỗi tác phẩm của cô đều có rát tinh cao ngất ngưỡng, đồng thời có thể dẫn đầu các diễn viên trong bộ phim đó. Chính vì vậy, rất nhiều diễn viên sẵn sàng muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi cô bắt đầu nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh đã dắt túi một dàn nam thần đình đám xứ Trung từng hợp tác với cô, khiến cho các sao nữ khác không khỏi ghen tị. Sau mỗi lần phim phát sóng, cảm giác CP cặp đôi giữa cô và các sao nam lại bùng nổ. Cư dân mạng tích cực đẩy thuyền cho cô với các sao nam mà mình yêu thích. Những nam diễn viên từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô, nhưng riêng có một sao nam đình đám lại là người đoạn tuyệt với Triệu Lệ Dĩnh. Anh là ai? Trương Hàn và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Sam Sam Đến Rồi. Đây là một bộ phim thần tượng kinh điển về vị tổng tài độc đoán, bá đạo. Sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, độ nổi tiếng của cả hai đã tăng lên rất nhiều. Có nhiều người mong rằng Trương Hàn và Triệu Lệ Dĩnh có thể ở bên nhau ngoài đời, nhưng hai người chỉ là bạn bè tốt. Hiện nay, sự phát triển trong mối quan hệ bạn bè của Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn cũng rất tốt. Trần Vĩ Đình cũng là ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung cũng như là Hồng Kông. Anh từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Lão Cửu Môn, Thục Sơn Chiến Kỷ. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không phải là nhân vật chính trong hai bộ phim này, nhưng cô và Trần Vĩ Đình lại rất thân thiết. Nhiều người cho rằng hai người thực sự rất hợp nhau, là cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhỏ. Lý Dịch Phong cũng là một cây hút fan trong làng giải trí, là nam thần học đường. Trước đây, anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh đã từng đóng trong bộ phim Chu Tiên Thanh Tâm Trí. Bộ phim này cũng được mọi người yêu thích, cư dân mạng tích cực đẩy thuyền cho Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng ngoài đời, họ chỉ là những người bạn tốt của nhau. Lý Dịch Phong yêu quý Triệu Lệ Dĩnh mà không muốn có cử chỉ quá thân thiện, sợ làm ảnh hưởng từ mối quan hệ giữa anh và cô. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từng làm mưa làm gió trên màn ảnh của Sở Kiều Truyện và mối tình màn ảnh của họ đến giờ, fan của Sở Kiều vẫn mong họ tái hợp ở Hồ Băng. Trong phim, họ là cặp đôi đẹp của màn ảnh, ngoài đời là cặp chị em vô cùng thân thiết. Phùng Thiệu Phong từng chính thức hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong hai bộ phim Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện. Họ là cặp đôi nữ vương với Đường Tăng đã vượt qua giới hạn bản thân để đến với nhau. Mối tình trên phim đã bước ra ngoài đời thực, trở thành chủ đề thảo luận không ngớt của cư dân mạng. Lúc này, tình yêu đã đến và họ đã đón nhận nó, yêu không hối tiếc. Khi tình yêu phai màu, họ lại lựa chọn chia tay, nhưng vẫn giữ trong nhau những ký ức đẹp đẽ, vẫn cùng nhau chia sẻ nuôi dạy con cái. Chia tay là để giữ lại cái hồn cốt của tình yêu, để trân trọng và giữ gìn những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Vương Nhất Bác, ngôi sao triển vọng mới nổi, anh có duyên hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ. Mặc dù chênh lệch tuổi tác, song tỷ đệ nhà Dĩnh Bác vẫn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Họ đã tạo nên những khung cảnh ngọt ngào vô cùng đáng yêu trên màn ảnh. Ngoài đời, tỷ đệ của họ vẫn luôn rất thân thiết, quan tâm tới con đường sự nghiệp của nhau. Chỉ có Trần Hiểu, người đã có nhiều tin đồn với Triệu Lệ Dĩnh trong những năm cô mới nổi. Anh và Triệu Lệ Dĩnh trước đây đã hợp tác sản xuất Lục Trinh Truyền Kỳ, Cung Tọa Trầm Hương. Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh lúc bấy giờ trở thành cặp đôi trong mơ của giới trẻ. Nhưng bạn bè của Triệu Lệ Dĩnh trước đó đã tiết lộ rằng cả hai gần như trở thành người xa lạ sau khi Trần Hiểu kết hôn. Tất cả những bài viết, hình ảnh về nhau trên Weibo cá nhân đã bị họ gỡ xuống và cho đến tận bây giờ họ không hề có một lần tương tác. Có lẽ mối tình phim giả tình thật của họ là sâu sắc, nhưng vì bên này phản bội bên kia, một bên bị cảm giác phản bội đau lòng mà đoạn tuyệt, bên kia xấu hổ vì phản bội nên chọn trở thành người xa lạ của nhau mãi mãi. Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ sống lý trí, phân biệt rõ ràng thị phi, phải trái trắng đen. Trần Hiểu phải thực sự khiến cô tổn thương thì cô mới lựa chọn cách ứng xử như vậy, phải không các bạn? Video của mình kết thúc rồi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.